Tôi quy ra lọc, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bà cổ chính và ở đây. Và buổi trưa, trước mặt tôi là lăng bà. Rồi, một ngày mới đầy sự linh thiêng và tại nơi này người vắng vẻ. Và để tiếp tục thì tôi sẽ tiến vào bên trong ở phía trước. Và một ngày mới để mà trả lời tiếp theo nơi lăng bà này, thì ai có lọc đây để mà trả lời cổ chính này để rồi mất nợ cổ chính. Và ở đây sẽ ngày mới này sẽ lên thì như thế nào, và tôi sẽ tiến vào bên trong để trả lời. Lúc nào cũng vậy, thì tôi đang vào thì gió nổi lên ầm ầm tại đây này. Và rất là kinh khủng. Đây một ngày mới. Và để tiếp tục thì tôi sẽ lên hương tại này, tại ở phía trước tôi là lăng bà cổ chính. Và các cái gì ở đây để mà rất là trú ngụ rất nhiều. Rồi thì tôi sẽ tiến hành vào phía bên trong để trở lại. Đấy. Thì ở đây không ai trả lời cả. Rồi thì bông hoa này cũng đã héo rồi, tôi sẽ bỏ qua. Héo rồi để làm gì? Rồi một ngày mới tiếp tục. Và ngày hôm nay để tiếp tục ngày mới tử vi 12 con giáp và ở đây cô chính tại nơi này linh thiêng như thế nào, và phù hộ độ sự tỳ đem đến tài lộc may mắn tiền tài cũng như ở đây để không quay. Rồi thì ngày hôm nay qua sự linh thiêng của cô chính để mà đem đến may mắn tiền tài và mọi sự thành công ở đây. Đấy, hiện tại ở đây thì nổi gió lúc nào cũng như vậy, đang vào thì nổi gió lên ầm ầm. Thì ai có lọc đây để mà tệ lễ cô chính này. Đó. Ngày hôm nay thì lọc miền Nam thôi, 26 đấy. Thì để tiếp tục tôi sẽ trả lời tại này. Rồi thì ai có lọc đây đều phụ chút nhang đèn cũng như bánh trái tay coi.
Rồi một ngày mới ở nơi này. Đấy, thì ở đây phía trước đây là biển. Ở đây thì sắp sửa đang có mưa và gió trở lại rồi. Đó. Và ngày mai ngày 17 thì sẽ có mưa và gió đi đến. Và ngày hôm nay là ngày 16. 16 tháng 12. Thì tôi sẽ tiến hành cũng như tại là tiếp theo. Rồi thì tôi sẽ lên hương nữa là xong đấy. Nơi này cực kỳ linh thiêng, thì cô chính đã ngự tại này là 3 năm, ở tại này nghe nói là 3 năm đó, mà mới đây mà có 1 năm thôi, chưa được 1 năm thì qua tới đây là 1 năm. Rồi tôi sẽ thắp một nén hương cũng như tại nơi đây để ấm lòng nơi vắng vẻ. Đấy. Nơi ấm lòng để mà cô chính cách chưa gì ở đây để mà có một nén nhang như khói. Rồi thì một ngày mới nơi này thì tôi sẽ tiếp tục tạ lễ. Thì ai cứ lập đi để mà tạ lễ cô chính này. Đó. Rồi với sự tâm linh rất là ớn ngọc thì có lập thì tạ lễ cô. Để mà tiếp tục thì tôi sẽ khấn cầu cũng như tạ lễ ngày hôm nay. Đây, cho dù tôi không có ấy nhưng mà đây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì có lọc thì tôi mua ấy bánh trái một cái chút nhỏ nhỏ, không có thì nhà cuối cũng nhiều miếng giấy hoặc là nén nhang. Đấy. Thì để tiếp tục tôi sẽ ngày hôm nay cũng như khẩn cầu tiếp theo tại lễ tiếp theo tại đây làm bài cổ chính này để phù hộ với đổ thi tiếp theo ngày hôm nay 16 tháng 12. Và ở đây chỗ này là chỗ luồng gió, lúc nào cũng có gió ở tại nơi này là một cái hốc đó. Rồi để tiếp tục thì tôi sẽ khẩn cầu ngày hôm nay buổi trưa này và để đêm lên tử vi 12 con giáp, 12 con giáp của ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay cũng có chút bánh trái và tiền nhân bạc này để tạ lễ. Thì nhỏ nhỏ này thì cô phù hộ độ trì tiếp theo ngày mới này, mọi sự thành công tốt đẹp, tiền tài rực rỡ. Nam mô Phụng Thỉnh nhờ chí vị cô 2, cô 3, cô 4, cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10, cô 9 và đã người tại này. Ở trước là thủy sông Hà Lai động điện, ấn lại thủy mộc và hà bá đại dương, vua thủy đại dương, mộc triều đại dương ở đây. Các điện thủy và các chư vị tại nơi lăng bài này và phù hộ độ trì tài lộc may mắn tiền tài, 12 con giáp ở đây đều may mắn tiền tài rực rỡ. Thì có lộc để mà tài lễ của cô và các chị ở đây. Đấy. Nam mô Đà Phật. Thì để mà cô chứng giám tại này cho tướng gà này sẽ đứng lên hiện linh và cũng như xin kêu thành hiện thực may mắn ngày hôm nay buổi trưa.
thì để tiền tài rực rỡ thì ở đây rồi, thì lọc mua vé số miền Nam, miền Trung, miền Bắc rồi. Đấy, gần tết đến chúng đặc biệt, và tôi sẽ xin kèo tại nơi này, ngọn đèn này sẽ soi sáng để mà hiển linh cũng như trứng gà này đứng lên, và cô đã chứng giám tại nơi này, và điều này điều ngày hôm nay sẽ ra sao thì tôi chưa biết được, và để tiếp tục thì tôi sẽ xin kèo tại nơi này. Đầu tiên không không, không một, không hai, không ba, không bốn, không năm, không sáu, không bảy, không tám, hiện tại ở đây đang gió đang ùa vào, 09, số 10, 11, 12, không tắt mà điện, và điện này không tắt mà điện này là tắt này, có điều gì đang đến đây? Rồi thì tiếp tục tôi sẽ xin kèo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 đã đứng rồi. Đấy. Hiện tại đã xin kèo thành công tại này, và đã chứng giám 24 tại này, quá ưng ốc luôn. 24 đã cho dựng đứng lên. Đấy. Chim chóc đang kêu phía ngoài. Đấy. Đã chứng giám, và tại nơi 24 này, 24
42. Và tại nơi lăng mộ cổ chính này đã phù hộ độ trì thì lộc mua vi số miền Nam, miền Trung, miền Bắc 24 42, thì có lộc để anh tại lễ cổ chính này đó, tâm linh rất là ghê rợn. Và ở đây đã chứng giám và linh thiêng tại này đó. Và điều gì sẽ xảy ra ở đây thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này để tại lễ đó. 24 đã cho dẫn đứng 24 42. Rồi thì có âm có dương. Thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc để trả lại đây. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi. Và điều gì sẽ xảy ra thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô. Rồi thì tiền vàng bạc này để mà lãnh và các chi gì để mà hưởng cái tiền y vàng bạc nó nhỏ nhỏ này. Rồi. Chi rất là nhanh luôn. Yeah. Rồi, ở đây thì cũng đã đốt tiền vàng bạc xong. Và tôi sẽ tiến vào bên trong có đi gì hay không. Thì ngày hôm nay trứng còn đứng. Trứng vẫn đứng nghiêm và đã cho dựng đứng xin kêu ngày hôm nay cũng đã thành công tốt đẹp. Và điểm tiền tài tài lộc ngày hôm nay 12 con giáp. Và ở đây ngày hôm nay sẽ hiện lên đó thì trứng là đứng 24, xin kêu lúc đứng 24 thì 42 thì ở đây đó. Rồi lộc mua với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì trong trứng gà này cũng đã chứng giám và phù hộ độ trì thì ai có lộc đi để em trả lời.